chúng thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến sôi động của AFF League 1 2021 và tập đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11. Đây là đỉnh xuất phát của huấn luyện viên Lubo Petrovic sử dụng cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở trong trận đấu ngày hôm nay. Còn đây là đỉnh xuất phát của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, Công Phượng trở lại với 11 cầu thủ ra sân ngay từ đầu. Như vậy là ở hiệp 1 của trận đấu thì các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Là một trong những hàng tấn công mạnh nhất của giải đấu. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho Hoàng Gia Lai là Công Phượng. Khá nguy hiểm. Của Hoàng Gia Lai đều có mặt trong khu vực 16m50 của đối thủ. Vừa rồi là pha xâm nhập của Kim Đông Su. Người thực hiện quả đá phạt là Quốc Phương. Khá nguy hiểm. Đó là một cú đá thẳng. Cái chân trái rất ngoan của Lê Quốc Phương. Anh đã ghi được 2 bàn mùa này. Bàn thắng ở vòng đấu trước là bàn thắng duy nhất vào lưới của Topelem Bình Định và cũng là bàn thắng quyết định mang về 3 điểm trọn vẹn. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá vừa rồi của Quốc Phương. Của giải pháp tương đối táo bạo ở một góc sút hẹp, trạng thái tốt nhất và sẽ không mạo hiểm. Pinto. Vẫn là những điều đồng diễn của Pinto. Sút bóng. Cú sút vừa rồi là của Lê Phạm Thành Long. Kiên trì, bền bỉ, không phô trương. Lê Phạm Thành Long là một trong những tiền vệ được đánh giá cao trong quãng đường vừa qua của 10 vòng đấu V-League 1 2021. Đây là một trong những nhân tố không thể thiếu cho hàng tiền vệ của Đông Á Thanh Hóa. Đây là hình ảnh của các cầu thủ của Thanh Hóa đang tìm mọi cách để có thể truyền lửa tới các cầu thủ của họ ở bên trong để đảm bảo an toàn. Không được. Cầu thủ Thanh Hóa cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ áo trắng nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Văn Toàn hơi vội vàng. Đó là một tình huống 3-2 nhưng Văn Toàn lại quá vội vàng cho đường chuyền quyết định của anh. Ngọc Tân. Ramos cú tay không có lỗi vị. Ramos. Bên trong Quốc Vương đã chờ sẵn. Nhưng Ramos quyết định sẽ tự mình dứt điểm và trái bóng đi vào xà ngang. Một pha dàn xếp hay của cầu thủ Thanh Hóa. Và sẽ cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng. Ramos hoàn toàn không việt vị khi mà Kim Đông Su đang theo sát với Quốc Phương ở phía sau. Lương Xuân Trường. Khá hay. Bóng hướng tới vị trí của Damir Memovic. Đó là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt với trung vệ mang áo số 4 của Hoàng Gia Lai. Mùa giải năm ngoái thì trên sân Thanh Hóa hai đội đã hòa nhau 0-0. Từ vào lúc này vị thế con người và cả lối chơi của hai câu lạc bộ là hoàn toàn khác biệt so với cuộc đối đầu ở mùa giải 2020. Hoàng Gia Lai đang hết sức hưng phấn, họ đang là đội bóng dẫn đầu. Ramos. Pinto. Sút xa. Cú sút trúng đích đầu tiên của cầu thủ Thanh Hóa ở hiệp đấu này. Một trong những pha dứt điểm hiếm hoi mà họ tạo ra được. Hồng Duy. Sút xa cũng là một trong những giải pháp cho Hoàng Gia Lai. Đường chuyền rất hay của Lương Xuân Trường. Một bóng đã đánh lừa được hàng phòng ngự của Thanh Hóa. Chỉ tiếc là số 10 đã không có được một pha xử lý bóng như muốn. Không hề có lỗi việt vị. Toàn bộ hàng phòng ngự áo vàng nghĩ rằng đó là một tiếng sút xa của Lương Xuân Trường. Nhưng thay vào đó là một đường chuyền đưa Công Phượng suýt chút nữa đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Diệp nếu như anh có thể khống chế được trái bóng tốt hơn.
Cơ hội dành cho đội chủ nhà Pinto. Bóng đi quá cao so với khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Và đây là sự bực tức của huấn luyện viên Petrovic khi chứng kiến cơ hội vừa rồi bị bỏ lỡ. Cú đá phạt quá tồi của Pinto. Cơ hội dành cho Hoàng Gia Lai. Cú sút của Công Phương may mắn đứng về phía đội chủ nhà khi mà thủ môn Thanh Diệp đã đứng nhìn. Suýt chút nữa thì Hoàng Gia Lai đã có thể vươn lên nữa, đã có thể mở tỷ số cho đội khách. Bóng chạm vào xà ngang khung thành của thủ môn Thanh Diệp, thấp xuống hơn một chút nữa thôi thì chắc chắn là không có cơ hội nào dành cho thủ môn của đội chủ nhà. Ai đạt danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất là danh hiệu thuộc về Văn Toàn, và huấn luyện viên xuất sắc nhất là huấn luyện viên Kia Tí Sắc. Hồng Duy rất nhanh, Bình Vương, tỷ số là 1-0 dành cho anh Gia Lai. Lại là một tiếng sút xa. Những cú sút xa đang trở thành vũ khí đặc biệt của anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách. Đó là bàn thắng thứ 20 của Hoàng Gia Lai trong mùa giải 2021. Trần Minh Vương với pha lập công thứ tư của mình ở mùa giải hiện tại. Một lần nữa thì Hoàng Gia Lai vươn lên dẫn trước các đối thủ của mình. Những cú sút xa của Văn Toàn, của Lương Xuân Trường đã mang về thắng lợi cho Hoàng Gia Lai trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội. Và bây giờ là Minh Vương. Cự ly cũng gần giống với cự ly mà Minh Vương đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Nam Định. Đây là một pha bóng mà Minh Vương đã quan sát tương đối kỹ và dứt điểm với khung thành của thủ môn Thanh Diệp, trong bối cảnh mà thủ môn này phần nào đó cũng đã có phán đoán sai. Tỷ số là 1-0. Bàn thắng sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Ramos, Pinto, cú dứt điểm từ xa, không vào. Cơ hội đầu tiên dành cho Thanh Hóa ở hiệp đấu này. Bóng đã chạm vào xà ngang khung thành sau cú đá của Doãn Ngọc Tân. Hiệp 2 đã trở nên hấp dẫn hơn sau khi có được bàn thắng mở tỷ số của Minh Vương. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đập nhả khá tốt của cao thủ áo vàng. Một bóng mà thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã bó tay nhưng xa ngang lại cứu nguy cho Hoàng Gia Lai khỏi một bàn thua trông thấy. Công Phương, thêm một tiếng sút xa nữa. Trong hiệp 1, Công Phượng đã dứt điểm chạm xa ngang khung thành của các cầu thủ Thanh Hóa từ một quả đá phạt trực tiếp. Đây là pha bóng của Eunde Passi với Công Phượng, pha bóng mà trọng tài đã để cho đội bóng trắng được hưởng phép lợi thế. Pha xoay sở khá tốt của số 10. Văn Toàn, thêm một cơ hội nữa dành cho Hoàng Gia Lai. Thả sẽ bóng tới vị trí của Brando. Tiếng còi đã cất lên và sẽ có một quả đá phạt 11 mét. Thêm một cơ hội nữa để cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng trong trận đấu này. Nhanh nhẹn và với sức dướn tốt đã giúp cho Brando vượt qua hậu vệ đối phương. Một tiếng phạm lỗi, một quả penalty. Không có gì phải tranh cãi cả. Người đã phạm lỗi là Trịnh Văn Lợi. Quả đá phạt 11 mét này của anh Gia Lai. Công Phương, 2-0 cho anh Gia Lai. Mọi thứ quá thuận lợi cho đội đầu bảng. Họ đang củng cố vững chắc vị thế của mình. Nếu thắng cách biệt với Viettel sẽ là 5 điểm. Trong một ngày mà Hoàng Gia Lai lẽ ra phải đón nhận sức ép từ các khán giả, dự kiến sẽ tới sân chật cứng, thì cuối cùng sân đấu không có khán giả vì lý do an toàn. Và Hoàng Gia Lai đang quá thoải mái với những toàn tính của họ. Sau bàn thắng của Minh Vương, mọi thứ đã diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Công Phượng với pha lập công thứ 6 trong mùa giải.
Bàn thắng thứ 21 của anh Gia Lai trong mùa giải 2021. Họ đã vươn lên san bằng thành tích ghi bàn của câu lạc bộ Nam Định. Hai đội bóng đang có thành tích ghi bàn tốt nhất của giải đấu năm nay. Tình huống mà trái bóng đã tìm tới sang ngang thành Huỳnh Tuấn Linh. Và phối hợp khá tốt, căng ngang. Cơ hội dành cho Pinto, không vào. Bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Và xử lý bình tĩnh của Pinto khi vượt qua cầu thủ đối phương đang lăn xả. Nhưng cú đá quan trọng nhất lại đi đúng vào vị trí mà Huỳnh Tuấn Linh đã chọn sẵn. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Vượt qua Tuấn Anh và sau đó thực hiện tình huống dứt điểm. Những cơ hội hiếm hoi dành cho đội bóng áo vàng trong bối cảnh mà họ đang bị đối phương dẫn trước tới 2 bàn. Xuân Hùng. Cú sút rất nguy hiểm, không vào. Cú ly tương tự với cú đá đã được thực hiện bởi Doãn Ngọc Tân cũng ở hiệp đấu này. Lần này thì Huỳnh Tuấn Linh đã phản xạ tốt hơn và cứu nguy cho khung thành của đội khách. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cú đá của Lê Phạm Thành Long. Quả bóng mà thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cũng đã có phản xạ tốt. Thời gian còn lại quá ít. Tiếng còi đã cất lên và sẽ có một quả đá phạt 11m ở phút đá bù giờ thứ tư, phút đá bù giờ cuối cùng, phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu này. Và phạm lỗi của Minh Vương. Chính xác là một tình huống phạm lỗi. Và Thanh Hóa sẽ có cơ hội có được bàn thắng danh dự. Thời gian đá bù giờ đã hết. Quả đá phạt của Ramos và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Thanh Hóa đã thi đấu hết sức vất vả. Chức năng tấn công của họ trong trận đấu này. Đó là bàn thua thứ 7 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải 2021. Pinto rời sân và vào sân là Văn Vinh. Khi mà thời gian đá bù giờ cuối hai đã hết. Ramos đã đánh lừa được môn Tấn Linh.